Trong video này, mình sẽ hướng cho các bạn cách chúng ta setup dự án thực hành. Các bạn lưu ý rằng là để bắt đầu video này, đấy, chúng ta sẽ cần phải cài đặt chính xác cái version của Node.js là 20.14.0 các bạn ha. Một cái sai lầm của các bạn beginner đấy là khi các bạn thực hành theo một cái dự án nào trên Internet đấy, chẳng bao giờ các bạn chú ý tới version của phần mềm thì để hạn chế lỗi tối đa nhất có thể các bạn vui lòng cài đặt chính xác cho mình cái version này dành cho những bạn nào mà chưa cài đặt đấy các bạn có thể nhấn vào cái đường link mình để ở đây các bạn này bởi vì nếu như rằng là các bạn uh, các bạn chỉ cần gõ như thế này download node sẽ đấy các bạn lưu ý rằng là nếu mà các bạn gõ như thế này này về cái version của cái thằng nốt rẽ này các bạn nhìn thấy rằng là tại thời điểm mình quay video này đấy nó ghi rằng là 20.16.0 Tuy nhiên rằng là bản thân mình ấy, mình đang sử dụng cái 20.14.0 về tương lai thì nó sẽ thay đổi. Thành ra rằng ở đây thì để đảm bảo rằng là môi trường thực thi cốt của mình và các bạn là giống nhau để hạn chế lỗi tối đa nhất có thể. Các bạn vui lòng cài đặt chính xác version này giúp mình. Và nếu như rằng là bạn nào muốn dùng nhiều version trên một máy tính ấy, các bạn có thể sử dụng cái công cụ đây chính là, là NVM các bạn ha. Các bạn nhìn thấy rằng là hiện tại trên máy tính của mình ấy, mình đã sử dụng cái version là 20.17.0. Và ở đây bạn nào mà muốn dùng nhiều version của Node.js trên cùng một máy tính thì các các bạn có thể sử dụng câu các bạn có thể tìm hiểu về NVM ha mình uh, chia sẻ trước như vậy thì đây chính là cái yêu cầu đầu tiên các bạn cần phải làm yêu cầu thứ hai rằng là sau khi các bạn đã có thằng node JS rồi thì các bạn sẽ cài đặt cho mình cái công cụ đây chính là Net JS CLI các bạn ha công cụ này thì uh, ở đây thì mình sẽ cài đặt global luôn các bạn này đây Uh, mình sẽ cần phải à như vậy thì nó không ăn các bạn mình uh, phải cần copy lại các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái CLI này để thao tác đối với cái thằng netjs vì vậy ở đây thì các bạn sẽ cài đặt global luôn giúp mình để cái tác trừ g viết tắt của từ global thôi chúng ta sẽ cài đặt thằng này để chúng ta có thể gõ được câu lệnh thôi Thành ra rằng ở đây thì các bạn lưu ý giúp mình ha Chúng ta sẽ cài đặt cho mình cái package này Như vậy rằng là mình đã cài đặt xong rồi đấy các bạn Và ở đây thì sau khi các bạn đã làm xong rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành clone code về các bạn ha Quá trình mình tạo ra hai cái sổ code này để cho các bạn là mẹ mình đã hướng dẫn tại bước 1 rồi. Bước 2 này thì mình ở chúng ta sẽ tiến hành coding này. Và để ý giúp mình rằng là mình đã nốt ở đây này, chúng ta sẽ sử dụng cái nhánh là starter để tiến hành coding. Còn nhánh master chính là sổ code final của khoa học này. Các bạn có thể sử dụng hai nhánh code này các bạn ha. Trước tiên thì mình sẽ đi kéo code của chúng ta về các bạn này đây đây chính là số cốt của chúng ta và như mình nói với các bạn đấy đây này chúng ta kéo cốt về các bạn sẽ cốt trên nhánh starter này còn sau này khi nào mà các bạn muốn check cốt final các bạn sẽ lấy trên nhánh master này rồi ok như vậy rằng là trước tiên các bạn sẽ nhấn giúp mình vào cái phần để chính là là clone với https này mình sẽ nhấn phần copy này sau khi mình đã copy rồi thì mình sẽ mở cái thư mục nơi mình muốn chứa cốt đúng không thì các bạn sẽ gõ cho mình ha git clone các bạn này git clone và dán cái đường link các bạn copy vào Ờ, mình sẽ chờ một xíu để cho quá trình này diễn ra và sau đấy nữa thì mình sẽ cd 01 các bạn ha rồi tiếp theo nữa thì cốt này mình sẽ mở nó ra đây chính là dự án mình bay cho các bạn thôi chẳng có cái méo gì cả ngoại trừ một vài thư mục các bạn này mình so với video lần trước ấy, mình có tạo thêm thư mục tai các bạn này mình có định nghĩa bay về cái phần à, mình có định nghĩa bay về cái phần tai cũng như rằng là mình đã bonus cho các bạn một cái để chính là là một cái gì nhỉ một cái wrapper để cho các bạn dùng với thằng fetch với đối với thằng Next.js đấy thì mình viết một cái wrapper bọc ngoài tương tự thì mình có viết một cái custom hook như thế này bước đầu tiên các bạn cần làm ấy là chúng ta sẽ cần phải cài đặt thư viện đúng không gõ giúp mình câu lệnh là npm i ha mình sẽ cài đặt thư viện cần thiết thôi MPME để chờ cho quá trình này diễn ra. Các bạn yên tâm rằng là đối với dự án này, đấy, như trong mấy lần trước mình có chia sẻ với các bạn, ấy, mình uh, sẽ đáp sẵn cho các bạn rồi. Mình đã sẽ đáp sẵn cái thằng ANTD rồi, chỉ có vậy thôi. Cái phần uh, carry string này là để các bạn con vớt phần URL thôi, cũng chẳng có cái vấn đề gì ở đây cả. Chúng ta dùng thằng Nest 14 các bạn ạ. À. Ờ, tới khoảng tháng 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 10 năm nay này, tháng 10 năm 2024 thì nó ra NextJS 15 ấy nhưng mà cũng chẳng có breaking trên gì cả. Thành ra rằng là việc các bạn dùng 14 hay 15 ở đây thì nó không phải là vấn đề gì. Thậm chí rằng là các bạn có thể code NextJS 13 ở đây cũng được chẳng sao cả các bạn ha. Như vậy rằng là mình sẽ chờ này, hy vọng rằng cuối năm nay thì sẽ có React 19 các bạn này. Tuy nhiên rằng là React 18 hay rằng là React 19 thì cũng chẳng phải là vấn đề ở đây bởi vì rằng là Ờ, đối với thằng Next.js nó đã nó đã sử dụng server component kể từ version à, kể từ version Next.js 13 rồi. Như vậy rằng là mình đã cài đặt thành công rồi các bạn này không hề có lỗi gì đúng không? Và để biết được rằng là dự án của chúng ta có chạy thành công hay không thì mình sẽ gõ câu lệnh là npm run dev các bạn ha. Mặc định thì đối với dự án fanel thì nó chạy trên cổng localhost 3000. Vì vậy thì mình sẽ vào localhost 3000 các bạn này. Ờ, nếu như rằng là các bạn vào cái phần localhost 3000 của chúng ta enter một cái thì nó ra cái trang hello world các bạn. Các bạn biết tại sao mà nó lâu như thế này không? Nó lâu bởi vì rằng là nó tốn thời gian này các bạn này, nó tốn thời gian để compile. Thì đối với thằng Next JS thì nó sử dụng server Component Như vậy rằng là nó chỉ lâu lần đầu tiên các bạn vào thôi, lần thứ hai các bạn refresh này nó rất chỉ là nhanh. Thì đây là gọi là Next JS thôi. Như vậy rằng là nếu như các bạn lên được cái nút như thế này, cái nút này là của AntD các bạn này và chúng ta lên được cái dòng chữ hello world chứng tỏ rằng là chúng ta đã setup thành công cái dự án front end rồi, chỉ là hello world thôi. Tương tự thì bây giờ mình sẽ đi setup up cái dự án backend các bạn này. Các bạn nhấn giúp mình vào chữ tại đây các bạn ha. Dự án backend của chúng ta thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ có hai nhánh code này, nhánh starter chính là nhánh các bạn kéo về này. Khi các bạn kéo code về đấy chúng ta là starter như thế này. Các bạn nhìn thấy như thế này đúng không? Sau này các bạn có thể quản lý cái số code của các bạn ở đâu cũng được. Còn đối với bản thân mình các bạn ha. Đối với bản thân mình thì bây giờ đấy mình sẽ check out sang nhánh master để video tiếp theo thì mình sẽ code trên nhánh master nó không ảnh hưởng tới số code này của các bạn mình sẽ là git checkout check checkout này các bạn đừng gõ theo mình ở đây, checkout master bởi vì rằng là bởi vì tại thời điểm các bạn có câu lệnh git checkout master đấy nó là video final của các bạn. Còn đối với bản thân mình ấy, tại thời điểm mình gõ câu lệnh này là nhánh master và cái nhánh starter đấy, hai nhánh này nó đang bằng cốt nhau, nó giống hệt nhau. Chẳng qua rằng là mình tạo hai nhánh cốt như thế này để không ảnh hưởng tới các bạn thôi, các bạn vẫn có sửa cốt thực hành và chúng ta vẫn có sửa cốt final của dự án này. Ok, như vậy rằng là mình đã có cái nhánh master rồi Thì uh, làm tương tự các bạn ha Mình sẽ quay trở lại thằng này Và chúng ta copy clone về thôi Mặc định thì sẽ là starter mà Mình cố tình để như vậy Tương tự thì bây giờ thì mình sẽ git clone các bạn này Git clone chúng ta làm từng bước một thôi mà Đấy, git clone vào Đấy, chờ một xíu ha uh, dự án này chính là dự án nét của chúng ta CD02 các bạn này 02 nhập phím tắt một cái này Ok chúng ta sẽ chờ một xíu các bạn ha như vậy là so với video lần trước ấy mình có bổ sung thêm một cái file docker compose thì cái file này thì mình sẽ sử dụng docker này thì hôm sau thì mình sẽ nói về ở uh, chúng ta sẽ bay nhanh cái phần là mongodb đây là cách của bản thân mình làm thôi rồi và mình có sửa so với video lần trước rằng là mình thêm cái phần path này để các bạn cốt cho nó nhanh đấy như vậy thì tất cả những phần bên trong thì nó giống hệt nhau để bắt đầu video này thì trước tiên ấy các bạn sẽ cần phải làm gì các bạn nhìn thấy rằng là bên trong này này chúng ta uh, chúng ta sẽ tiến hành cả đặt thư viện này sau đấy nữa thì các bạn có thể chạy với câu lệnh npm run dev ha thì ở đây thì tương tự thôi mình npm uh, thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu các bạn này npm i này uh, come on baby mình sẽ chờ một xíu để cho quá trình này nó diễn ra các bạn ha Uh, không biết rằng là có vấn đề gì xảy ra không come on baby come on baby uh, các bạn kéo về thì MPMI thôi Chúng ta chờ một xíu Thì đối với thằng Next.js này thì nó sẽ chậm hơn đấy các bạn đây Thằng Next.js này thì cái phần dependency này của nó thì nó nhiều hơn so với thằng Next của các bạn Rồi, sau đây nữa thì chúng ta gõ cho mình câu lệnh MPM Run Dev các bạn ha Chúng ta sẽ chờ một xíu để cho quá trình này diễn ra Và như các bạn nhìn thấy đấy Đối với cái thằng thằng js này thì mặc định nó chạy trên port là 8080 nha Mình đang để trong file main này các bạn này Đây này, port của chúng ta là 8080 thì bây giờ các bạn quay lại đây này, tương tự ha, các bạn sẽ vào giúp mình gọi là local tám 8080 các bạn enter một cái này. Nếu như rằng là các bạn lên được cái dòng chữ hello world như thế này chứng tỏ rằng là chúng ta đã setup thành công front end và back end rồi. Thì điểm cuối cùng ấy là thay vì việc mình code trên nhánh starter các bạn này thì mình sẽ chuyển qua nha. Các bạn đừng gõ ở đây, các bạn đừng gõ câu lệnh này nha. Uh, bản thân mình thì mình sẽ gõ rằng là git checkout này, checkout master. Như vậy rằng là sau này để kể từ video tiếp theo thì mình sẽ đẩy cốt lên nhánh master. Còn đối với bản thân của các bạn thì các bạn cứ cốt thôi. Và ở đây thì như mình đã chia sẻ rồi ấy, trong sổ code của chúng ta đấy chúng ta đang chia thành hai nhánh cốt này các bạn ha. Như vậy đẳng là trong video này chúng ta đã cùng nhau setup thành công cái dự án thực hành rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.